Như Lai kiến chư chúng sanh nhạo ư tiểu pháp, đức bạc cấu trọng giả. Như trong thời đại hiện tiền này, thậm chí trong thời đại 3.000 năm trước, lúc Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trên thế gian, người địa cầu chúng ta quả thực ưa chuộng tiểu pháp. Trung Quốc là một khu vực tiêu chuẩn về sự ưa thích tiểu pháp. Ưa chuộng gì vậy? Chuộng nhân thiên. Đời này được làm thân người, hoan hỷ hưởng thụ sự phú quý trong nhân gian. Đời sau thì sao? Đời sau hy vọng hưởng thụ sự phú quý trên cõi trời, mong mỏi đời sau sanh lên trời. Theo cái nhìn của Đức Phật, hiện tượng ấy là đức bạc cấu trọng. Cấu là phiền não, tập khí phiền não rất nặng, đức hạnh rất mỏng, chỉ mong tưởng nhân thiên, chẳng mong vượt thoát lục đạo luân hồi. Phải biết, trong khi hưởng phước nhân thiên, quý vị có tạo tội nghiệp hay không? Chắc chắn. Há có ai chẳng tạo tội nghiệp? Chẳng cần nói chi khác, mỗi ngày quý vị ăn bao nhiêu chúng sanh? Nhất là ăn thịt. Những chúng sanh ấy có cam tâm tình nguyện dâng hiến thân mạng cho quý vị hay không? Quý vị xem thử đi. Quý vị gọi một con lợn bảo nó: lợn ơi, người hãy đến đây, ta sắp giết người, người hãy dâng thịt của người cho chúng ta ăn. Quý vị hãy nhìn dáng vẻ của nó. Nó trông thấy bộ điệu quý vị cầm dao, nó bèn kinh hoàng thất thố. Nó chạy lung tung khắp nơi, muốn trốn khỏi cái chết. Đó là gì? Chẳng cam tâm, không tình nguyện. Quý vị giết nó là vì nó yếu. Quý vị mạnh, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Bớt qua nó chẳng thể chống lại quý vị, trong lòng nó oán hận. Đời sau nó đầu thai làm thân người, còn quý vị thì sao? Đời sau do tạo tội nghiệp, quý vị vào trong súc sanh đạo, biến thành lợn. Nó lại đến giết quý vị, chẳng phải là chuyện như thế hay sao? Oan oan tương báo chẳng ngớt, đời đời kiếp kiếp. Vì thế, chỉ từ ăn uống mà nói, từ chuyện ăn mặc để nói, đã giết rất nhiều chúng sanh. Những thứ áo lông mặc trong mùa đông là do lột da súc sanh. Chúng có tình nguyện hay không? Chẳng tình nguyện, thâm cừu đại hận. Khi chúng ta mặc bèn rất đắc ý, lúc chúng đến lấy mạng sẽ khổ lắm. Trong thời đại hiện tiền, tôi gặp rất nhiều kẻ thông linh, chẳng phải là giả. Vì chúng ta có thể tìm đôi ba người thông linh, coi họ nói có giống nhau hay không. Họ chẳng quen biết nhau. Một người nói phía sau một kẻ nào đó có rất nhiều oán thân trái chủ theo sau. Chúng ta hỏi một kẻ thông linh khác,
ông có thấy hay không? Người ấy nói thấy. Nói cho chúng ta nghe giống hệt như người kia. Lại tìm một người khác vẫn nói giống hệt. Điều này chẳng phải là giả. Ba người chẳng ở cùng một chỗ, chẳng hề thương lượng. Khi chúng ta đột nhiên hỏi họ, họ nói tương tự, chứng tỏ chẳng phải là giả. Chẳng phải là chúng ta nghe một người nói mà chúng ta tìm một chứng cứ khác, xem có phải là giống nhau hay không. Do vậy, kẻ sát sanh nhiều, phía sau người ấy có cả đống linh quỷ bám theo thân. Trong khi khí vận của quý vị rất cao, lúc khí vận rất vượng, những linh quỷ ấy ở cách quý vị rất xa, chẳng dám tới gần. Ở cách xa, thậm chí người thông linh chẳng nhìn thấy. Thấy trên thân quý vị chẳng có, nhưng nhìn ra xa thì có. Nhưng chẳng biết đó là oán thân trái chủ của quý vị. Đến lúc vận mạng quý vị dần dần suy rồi. Vận tốt đã hết, chúng sẽ từ từ tiến gần. Đó là oán gia trái chủ, chẳng tha lỗi cho quý vị. Kinh điển Đạo Gia thường nói: sát nhân đền mạng, thiếu nợ trả tiền, đều là thật, chẳng giả tí nào. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này. Trong kinh Phật, đạo lý này được giảng thấu triệt. Hãy liễu giải chân tướng sự thật. Đạo Gia có nói rất nhiều chân tướng sự thật. Sau khi chúng ta hiểu rõ, chẳng còn dám khởi tâm đồng niệm làm chuyện xấu nữa. Hiểu gì, về sau sẽ có báo ứng. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Chẳng phải là không có báo, mà là thời thần chưa đến. Khi đến lúc, báo ứng sẽ hiện tiền. Không ai có thể trốn thoát được. Những điều này đều là chân tướng sự thật.